siêu quan trọng của sự tôi định vừa mua tới màu hồng màu đỏ cho PV. Đó là cái giày thể thao full box cho nam nữ nhá. Giá là 279 cả ship đây, tôi xin màu đây. Chín không có hạt xịn, không hạt rác xịn. Phải cỏ được tặng được tất này. Túi. Ok này. Đây. Form giày của nó nha. Nó ghi Adidas cẩn thận nha. Form Adidas nha. Khá là nhẹ nha. Hàng fake thôi, nhưng mà tương đối ok rồi. Nói chung thì bỏ nó ra thì cái này rồi. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì các bạn bấm vào link mô tả dưới nhé. Vô mình sẽ làm dưới đây, các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Chào các bạn.